VMSai chào các bạn. Hôm nay VMSai đến nhà vườn em bonsai Tâm quý vị ạ. Đi cùng VMSai là có anh em ở Vũng Tàu và ở ngoài Bắc vào ở Quảng Ninh. Chào cả nhà nhé. Đây chào Dương này. Còn đây là Trung này. Trung là ở đâu, chỗ nào Vũng Tàu để Trung nhỉ? Em ở thành phố Vũng Tàu. Thành phố Vũng Tàu luôn. Em yêu cây lâu chưa? Mà thế. Em yêu cây thì cũng rất lâu rồi. Rất lâu rồi. Mà bây giờ mới có thời gian để trải nghiệm và sưu tầm thêm. Ok. Còn Dương thì thôi quý vị biết em Dương rồi. Vừa lấy một tác phẩm dưới rất là quý. Chào em tên là gì dạ, và đâu nhỉ? Em cũng Vũng Tàu luôn anh. À và có yêu cây không? Dạ có chứ. Có gia đình tụi chưa? Em có công ty cây mà. Có gia đình chưa? Dạ chưa. À chưa. Dạ. Em còn bay bổng. Sinh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ em 92 ạ. À thế à. Ok. Anh em chúng mình vào chỗ này tham quan vườn của em Tâm chút. Nhà vườn bonsai Tâm. Số tại 0986170 địa chỉ là 07 khu biệt thự vườn Nhơn Phú Quy Nhơn Bình Định. À đây chủ vườn rồi. Mời mấy anh em vào. Dạ. Chào anh nhá. Đâu chủ vườn. Chủ vườn ra chào hỏi anh tí nào. Dạ. Này bắt tay. Dạ, chào bonsai Tâm nhá. Dạ. À, giới thiệu anh là anh Thắng, video sai ở ngoài Bắc vào. Dạ. Quê anh ở Ninh Bình. Dạ. Hôm nay rất vui được theo chân anh em ngoài Bắc và Vũng Tàu. Dạ. Đi thăm các vườn. Dạ. Thì cho anh hỏi một chút tên em là gì và địa chỉ ở đây. Em là tên Tâm, mà nickname của em là bonsai Tâm. Em thì vườn của em ở thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Rồi, số điện thoại của em là bao nhiêu? Số điện thoại của em là 0988617030. Ok, anh xin phép chia sẻ không gian vườn của em lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhá. Dạ, mời ok, mời quý vị cùng VMSai vào chỗ này để chia sẻ. Tác phẩm này là ruối chứ nhỉ? Ruối. Hoàng Anh Mộc. Cái này thì Tâm đã làm lâu chưa? Hay là em mua về đã như này rồi? Mua lại cũng khoảng hơn năm rồi. À, mua hơn năm rồi. Tức là người ta làm sẵn xong như thế rồi. Không, hồi xưa nó ấy, em về em làm lại rồi cũng thay chậu luôn. Rồi, ok. Đây quý vị, một cái biển này là em để đây là thứ nhất là để những cái cây đẹp để ngắm cũng rất là đẹp. Đây là một cách làm biển rất là tuyệt vời quý vị ạ. Bonsai Tâm 0988617030. Tâm làm như này là để một cây đây nghĩa là mình có phong chơi được luôn luôn đúng không? Đấy, rất hay. Đẹp. Đúng rồi. Anh thấy đây cây này là cây gì em nhỉ? Cây này cây hoa giấy Mỹ anh. Hoa giấy Mỹ. À. Hoa giấy Mỹ quý vị ạ. Nhìn thân rất đẹp. Rất là già. Cái này em lấy về lâu chưa hả? Cái này lấy tầm khoảng hơn năm anh. Hơn năm á? Dạ. Cái này anh nghệ nhân ở đây tạo tác chắc cũng phải là tầm 4 năm được mới được bùa tay vậy. Tức là đầu họ mua về là phôi thân phôi không có mấy cuốc này đâu anh. À. Đặt nghệ nhân mới em làm đây. Nhìn cái này rất thích nhỉ em nhỉ. Cái hoa giấy Mỹ thì được cái thân này nó nạc, nó không xốp như hoa giấy thường. Đúng rồi. Hoa giấy thường nó hay bị xốp và nó hay bị bỏ. Còn cái này nó không bỏ thân. Bị ấy nó cũng không. Đúng rồi. Không chết. Nhất trí. Đúng rồi. Dâm nó đẹp. Ừ. Nó cũng ra hoa thường xuyên. Ừ. Bonsai. Sai. Này nó cốt rất là bị cái thẻo thân mà nó ôm mạnh. Ừ. Phát triển mạnh. Hoa giấy Mỹ thì cái ưu điểm nó phát triển mạnh hơn giấy ta mà. Thưa quý vị, đây là một cây hải châu quý vị ạ. Đang ra quả rất nhiều. Đấy, cũng hơi nắng nên VMSai tranh thủ quay vì anh em đây đi mấy vườn. VMSai tranh thủ chia sẻ cho quý vị các bạn ở mọi nơi cùng chiêm ngưỡng. Đây, quả hải châu này có ăn được không? Ăn được anh, được. Ăn được cơ? Hay che đẹp nhỉ? Chung ăn luôn, chung ăn luôn này. Cũng được hả? Cũng được. Cảm nhận nó sao em? Nó mùi vị làm sao? Nó ngọt ngọt mà nó kiểu bùi bùi mà nó cắn cái vô tan, nó tan giòn tan trong miệng. À, hay quá. Có hộp nhỏ. Một cái hoa giấy rất đẹp quý vị. Đấy. Một cái hoa giấy hình như một cái quạt quý vị ạ, hình như một cái quạt giấy quý vị. Lần đầu tiên VMSai vào trong Quy Nhơn Bình Định. Lần trước có triển lãm chỉ vì có một công việc bận VMSai không theo vào được. Lần này là vào đây là có một cái giao dịch của em Dương ở Quảng Ninh. Nên VMSai là vào là làm cái giao dịch và tiện là đi chơi một số nhà vườn để quay quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng luôn. Nãy ăn Dương ngọt ngọt mà.
Đấy, không gian vườn này quý vị. Hobby Sai cũng chia sẻ không gian vườn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Chứ nếu mà phân tích một số tác phẩm đây thì cũng mất rất là nhiều thời gian. Hobby Sai cũng chia sẻ cái khoảnh khắc mỗi vườn là một cái video khoảng trên dưới 10 phút cho mọi người tiện theo dõi và chiêm ngưỡng. Đây là một cây xanh quý vị ạ. Một cây xanh, xanh quê, dáng rất là nghệ thuật. Đấy, trong này anh em chơi xanh si cũng tương đối nhiều. Trong này Tâm chơi cũng xanh si cũng nhiều ấy. Em đủ rồi. Đầy đủ luôn đấy. Tâm là đầy đủ. Đúng chất bonsai nhà vườn, Tâm bonsai là đúng rồi. Đây một cốt phôi rất đầm đùn, cắt giật nhiều quý vị này. Đó. Đây một cốt xin nữa quý vị, cũng đầm lùn, cắt giật. Không gian của em mới chia sẻ em có hai vườn, nhưng em sai cứ quay cái video này vườn này trước để gửi tới quý bạn các bạn. Nói chung vào trong Quy Nhơn thì em sai cứ quay một số những cây trong này anh em chơi đi cho mọi người tiện theo dõi. Cháu chào chú ạ. Cháu chào chú nhá. À, cháu ở Ninh Bình, ngoài Bắc vào. Phải gọi là ngoài Bắc ạ. À, Ninh Bình mà có chùa Bái Đính đấy. Vâng nhá. Vâng ạ. Ở trong này họ chơi đa chủng loại quý vị ạ. Hoàng Anh Mộc đây, hay gọi là cây dưới đây. Mai Chiếu Thủy đang làm bộ dăm quý vị ạ. Chưa là cây mịn rồi nhưng mà vẽ ra để cắt giật lại làm tiếp. Cứ gốc giả thế này quý vị. Gốc giả thế cái chuyện. Gốc rất giả. Để đấy rất là vướng này. Lũ đi lại là rất khó quý vị này. Đấy. Cây mai chiếu thủy rất nhiều nu, xương là có hết rồi, đang làm dăm nữa thôi. Đấy, cây này là cây sam hoa, sam trái quý vị ạ. Cây sam trái quý vị. Sai đi khám phá cái khu vườn này cho mọi người chiêm ngưỡng. Và cho nó rất là nhiều sam quý vị ạ. À chà chà. Rất nhiều những cây linh sam. Và những cây nhỏ xíu chơi quý vị này. Cây này hiện tại cao khoảng tầm hơn 20. Cây này cũng thế, cây này khoảng 30. Những cây sam hoa, sam trái, lồng bonsai. Cây to hơn một chút đây. Cái này nghệ thuật chưa quý vị này. Một cây rất nghệ thuật. Thần chạy uốn này. Xa xa cho quý vị ngắm. Giấy những cái phôi ruối rất to đang làm cái vị này đang vào hoàn thiện này. Đây là một cây xanh quê nữa.
Đây, những cây ruối khai thác về đang làm này quý vị này, rất là to. Điều sai chia sẻ không gian một chút vậy cho quý vị các bạn tiện theo dõi với chiêm ngưỡng. Em sai xin dừng đây để tiếp tục đi các nhà vườn khác và chia sẻ nhiều hơn nữa cho quý vị cùng chiêm ngưỡng nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.